Chúng ta học sang cái chủ đề cái kỹ thuật lập trình mới nhất là cái kỹ thuật phép cạn quay lui. Thì cái này nó là một trong ba cái kỹ thuật lập trình mà có trong cái chương trình tin 11, trong cái cuốn chuyên đề CS của lớp 11 nhé. Thì trong cái cuốn trong cái chương trình lớp 11 ấy, thì chúng ta sẽ được dạy học sinh có ba cái, chúng ta chỉ là có ba kỹ thuật lập trình lớn này, ba kỹ thuật lập trình chính mà cũng là rất quan trọng luôn nhé. Một là đệ quy, hai là chia để trị, và ba là quay lui. Thì ba cái kỹ thuật này nó không phải là thuật toán, nó chỉ là kỹ thuật lập trình thôi, nhưng mà rất nó giải dùng cái này nó giải rất rất nhiều loại bài tập khác nhau. Thì đây là ba cái nó gọi là kỹ thuật hay là cái kỹ năng đấy, kỹ năng lập trình mà bất cứ những người nào mà muốn đi sâu vào cái định hướng lập trình hay là định hướng khoa học máy tính đều phải biết nhé. Thì cho đó cái phần đệ quy được học trước là cái phần lõi, phần cơ bản nhất, mà cả hai cái phần chia đề trị và quay lui đều phải dùng cái đệ quy. Thì cái chia đề trị chúng ta biết rồi, chia đề trị chúng ta đã học từ mấy buổi trước rồi, nó là cái kỹ thuật mà cái tư duy là chúng ta chia cái bài toán lớn thành những bài toán nhỏ hơn để mà giải. Mà cái chia này là trong cái chia đề trị này thì chủ yếu là chúng ta chia đôi cái là phép chia, thực sự chia cái bài toán kích thước n thành cái bài toán kích thước là n chia 2 hoặc n chia 3 hoặc tổng quát là n chia một số tự nhiên b nào đó. Đấy, thì nó là cái là chia đề trị. Thì cái tổ chia đề trị nó rất là mạnh, nó giúp chúng ta giải rất nhiều bài toán. Còn quay lui thì nó là một kỹ thuật khác hẳn nhé. Quay lui nó là một kỹ thuật mà nôm na là nó xử lý trường hợp chúng ta không có một kỹ thuật nào khác, chúng ta không thể dùng chia đề trị được, chúng ta không dùng cái thuật toán khác được để mà làm, thì chúng ta đành phải dùng quay lui. Thì quay lui nó là một trường hợp mà một cái trường hợp riêng đặc biệt của khái niệm, nó gọi là duyệt vét cạn. Đấy, thì tôi hiện nó nhanh các bạn xem cái khái niệm thế nào là duyệt quay lui nhé. Thì người ta hay dùng cái từ quay lui hoặc dùng là cái từ là nó là một cái kỹ thuật nằm trong cái phát triển của cái hướng là duyệt vét cạn. Như vậy là cái bản thân quay lui nó nằm ở trong cái bài toán là vẫn là cái bài toán duyệt thôi. Bài toán duyệt hay là còn hay bài toán tìm kiếm. Đấy. Thì chúng ta đã biết được những cái bài toán duyệt như là duyệt trên cái dãy, thì chúng ta có duyệt tuần tự này, hay là tìm kiếm nhị phân này, đó là những cái bài toán duyệt bình thường. Còn những có nhiều bài toán mà chúng ta không thể tuần tự được, không thể nhị phân được, còn nó rất là khó hơn. Đấy, thì đối với những bài toán đó thì là cần phải có những yêu cầu những cái giao duyệt nó phức tạp hơn. Đó là ví dụ như là cái cấu trúc cây chẳng hạn. Cấu trúc cây thì duyệt như thế nào? Thì chúng ta chú ý là chúng ta cấu trúc cây nhé. Đầu nó có mấy cái gốc này, sang từ gốc này chúng ta đã chia nhỏ nó ra này. Đó. Đấy, lấy ví dụ như này thì duyệt cây này, cho các bậc thử trên cây nó như thế nào. Đấy, ví dụ như vậy. Cái phần này riêng cái cấu trúc cây này chúng ta sẽ được học ở trong chương trình lớp 12 nhé. Lớp 11 là chưa là chưa có. Hay là cái một cái nữa chúng ta có thể là cái khái niệm là đồ thị chẳng hạn. Đồ thị là cấu trúc mà nó có những cái các cái đỉnh nó nối với nhau bởi các cái đường đi như thế này. Đó. Thêm sao duyệt các đỉnh này, duyệt như thế nào? Đấy, thế như vậy là duyệt trên cây rồi trên đồ thị là nó là những bài toán nó có lý thuyết rất rất là đặc thù riêng cho cái mô hình cây và mô hình đồ thị. Cái này chúng ta sẽ học sau. Nhưng mà nói chung người ta có rất nhiều cái bài toán mà duyệt rất là khó, không biết, và người ta thông thường người ta sẽ phải duyệt trên toàn bộ. Thì cái trong cái bài toán duyệt ấy, thì cái cách duyệt cái bài toán duyệt mà chúng ta phải duyệt trên toàn bộ cái miền tìm kiếm đấy, miền tìm kiếm, thì
cái việc duyệt đó người ta gọi chung cái tên cái này nó gọi là duyệt nó gọi là duyệt duyệt nó gọi là bài toán duyệt vét cạn nhé, vét cạn gọi là vét cạn, tức là vét trên toàn bộ tất cả mọi phần tử của mình tìm kiếm. Thì với duyệt vét cạn này là tức là toán duyệt là nó chậm rồi, nó rất là nó chậm mà nó khó nhưng mà nó lại thường nó rất tự nhiên. Thì như vậy cái bài toán nào mà chúng ta không biết cách tìm, không biết tìm toán nào hay hơn hay là không biết cách giải nhanh hơn thì chúng ta đành phải vét cạn vậy. Cho nên khi người ta mô tả, khi học sinh hỏi với nhau bài này cô làm được chưa, mà được chưa, thôi chúng ta cứ vét cạn vậy để ta dừng tìm mọi phần tử của mình tìm kiếm. Thì nói chung cái từ vét cạn này mô tả như vậy. Nôm na là cái việc duyệt hay tìm kiếm là xấu nhất, tồi nhất có thể, thì người ta gọi chung là vét cạn. Hay cũng thể hiểu, cũng hiểu đây là một cái từ là mô tả cái việc duyệt tự nhiên châu bò đấy, cũng hiểu như là tự nhiên châu bò. Nhưng mà cái quay lui nó lại là khác một chút nhé. Quay lui nó là một trường hợp riêng của vét cạn, nó không phải là nó toàn bộ của vét cạn, nó là một trường hợp riêng, nó dễ hơn một chút của vét cạn nhưng mà nó rất là hay. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ học các bài tập liên quan đến khái niệm là duyệt quay lui. Thế thì quay lui nó là cái gì? Quay lui nó là một cái phương pháp duyệt vét cạn trên một cái miền tìm kiếm đặc biệt một chút. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái này nhé. Như vậy là cái bài toán duyệt gọi là quay lui. Quay lui. Hay tiếng Anh nó là backtracking nhé. Nó là một cái trường hợp riêng của vét cạn trên một cái miền tìm kiếm đặc biệt một chút, hay một chút, thì chúng ta sẽ nó gần như là nó không phải tuyến tính mà nó gần như là tuyến tính. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái này nhé. Thì nó là thì ta xử lý cái quay lui. Thì cái người đầu tiên mà đưa ra cái tư tưởng quay lui chính là một cái ông tác giả mà đưa ra cái mô hình là gì? Mô hình gọi là cái mê cung đấy. Trong một cuốn sách viết từ thế kỷ trước ấy, thì cái ông này chính là ông tác giả tên là Luca nhé. Ông này chính là cái người mà phát minh ra cái bài toán tháp Hà Nội đấy mà chúng ta đã biết đấy. Thì cái ông Luca này ông đưa ra cái mô hình nó gọi là cái bài toán gọi là bài toán mê cung, đưa ra cái bài toán mê cung. Bài toán mê cung. Thì trong bài toán này thì ông ta đưa ra một cái lời giải theo kiểu là tự nhiên thôi. Thì lần đầu tiên ông ta dùng cái từ là quay lại. Là như này nhé, đây chúng ta có một cái mê cung, có cái cửa đầu vào này. Và một cái cửa đầu ra này. Đấy. Ở trong này các cái đường đi của nó rất là nó làm cái hố đen. Không biết đâu mà tìm cả hố đen, tại vì như vậy nhé. Đi vòng vèo các nơi nhé. Đấy. Mà cũng nó đưa ra đây. Đấy. Thì bài toán làm sao là chúng ta cần phải đi vào đây và phải đi tìm đường đi ở trong này. Đi làm sao mới được, rất là nhiều đường đi, nó chỗ này thì tắc, chúng ta phải quay lại đi làm sao đó để chúng ta ra được đây. Đấy. Đấy. Vấn đề là làm sao mà bắt đầu từ cái input là đầu vào là ở đây, đi ra là ra ở đây, thì người ta gọi chung cái bài toán này là bài toán mê cung. Được chưa? Đấy, thì cái ý tưởng của ông Luca giải như sau này. Là khi đi vào thì người ta luôn đi phía trước, người khuyên là người nên đi phía trước. Nếu mà đi mà đến chỗ mà tắc đường thì quay lại và đi sang một hướng khác, đặt đi tiếp đi phía trước mà không được tắc đường thì lại quay lại đi tìm hướng khác. Cứ như vậy liên tục đi tiến lên rồi quay lại, tiến lên rồi quay lui, tiến lên quay lui, luôn tiến lên phía trước. Hết đường thì quay lui lại. Đấy. Thì cứ đi như vậy. Nếu mà gặp đích ý, thì là xong rồi, việc tới nơi. Còn nếu mà đi mà quay về vị trí cũ của nó thì là có suy ra bài toán này là không có lời giải. Được chưa? Đấy, thì đó chính là cái tư tưởng đầu tiên của bài toán gọi là cái tư tưởng của quay lui. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn nhanh hơn một chút nhé. Thật ra cái lý thuyết quay lui này backtracking mà dạy sau lý thuyết đồ thị thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng vì chúng ta ở đây, vì hôm nay tôi dạy theo cái lớp 11 cho nên tôi bắt buộc phải dạy cái này mà không cần viết đồ thị, mà tôi mô tả cho các bạn xem một chút về khái niệm để chúng ta hiểu nhé. Thì đây chính là cái mô hình mà đúng theo đúng nghĩa của nó là quay lui đây.
chúng ta có một cái mô hình đồ thị như sau, mô hình dạng hình cây ấy. Đây, đây là cái gốc nhé. Chúng ta đây, chúng ta nó có một vài cái đường đi đây. Đấy, nhé. Bài toán là gì? Bài toán là đi soát soát từ từ đây này, làm sao đi được duyệt được tất cả các đỉnh của cái cây này hay của đồ thị này. Đây là cái, đây là cái vị trí xuất phát nhé. Vị trí xuất phát. Đấy. Thì tư tưởng của đồ thị của duyệt gọi là coi như là như sau nhé. Là luôn đi về phía trước. Đi tới đâu đánh dấu tới đó. Được chưa? À, đánh dấu mà đi tắt đường thì quay trở về cái chỗ cũ lại để đi tiếp sang một hướng khác, cứ như vậy. Nhưng mà đến đích rồi thì là xong, còn quay về vị trí cũ ban đầu thì là suy ra là không tìm được đường đi. Thì lúc đó ta đi được tất cả các ô của cái nút của đồ thị. Chúng ta mô tả nhé, từ đây nhé, về từ cái số đây là một này, sau đó tôi bắt đầu đi này, một nhé, đi này sang đây này, luôn à, tôi luôn đi là tôi đi về bên phải của tôi nhé, luôn đi là định tôi đi về bên phải, đi phân đây là số 2 này. Đấy, đi tiếp sang bên này nữa, đi luôn đi về bên phải mà, đây là 3 này, đi tiếp này sang đây là 4 này, tới đây là hết đường đúng không nào, không đi nữa, chỗ này sẽ phải quay lại này. Tôi vẽ đường, tôi vẽ cái mũi tên này là đi tiếp nhé, còn cái mũi tên tôi vẽ đường ngoằn nghèo một chút thì là để quay lại đây này đó, quay lại đây. Tới đây thì cái ô số 3 này này là đường này đi rồi, tôi đi tiếp được đường này. Đấy, đi tiếp đây đúng không? Tới đây là ô chỗ này. Đây sẽ là 5 này. Tới đây là hết đường. Hết đường quay lại. Phải quay lại nhé. Quay lại về đây. Đấy. Tới đây là hết đường rồi cũng quay lại về đây. Để đi tiếp sang đây. Đấy, đi tiếp sang đây. Đây sẽ là số 6. Đấy. Tới đây hết đường quay lại. Quay lại. À, tới đây là quay lại lần nữa. Xong đi tiếp sang bên này. Đấy, đi tiếp sang đây. Đây sẽ là số 7. Đây sẽ là số 7. Xong đi tiếp luôn lên bên phải của nó mà. Bên phải của nó. Đây là số 8. Số 8 thì quay lại. Hết đường quay lại. Ở đây sẽ đi tiếp sang đây là số 9. Số 9 tới đây xong đây quay lại. Quay lại. Xong đi tiếp sang đây là số. Đây là số 10. Đấy. Xong quay lại. Quay lại. Đi tiếp sang đây. Đó. Đây là số 11. Xong đi tiếp sang bên này. Đi tiếp sang bên này là số 12. Đi tiếp sang bên này là số 13. Xong quay lại. Quay lại. Đi tiếp sang bên này là số 14. Bước là cái ô 14. Xong đi tiếp bên này là ô 15. Xong quay lại. Đi tiếp sang bên này là 16. Xong đi tiếp sang này là 17. Xong quay lại. Đi tiếp sang bên này là 18. Xong quay lại 16. 16 hết đường. Đi quay lại 14. 14 hết đường quay lại là 11. Hết đường quay lại số 01 kết thúc. Đấy, như vậy tôi vừa mô tả cái đường đi của tôi vừa mô tả để theo đúng lịch, theo đúng là từ 1 cho đến 18 cái ô đấy. Thì cái chúng ta mô tả đường đi đó chính là phương pháp đường đi đó chính là gọi là gì? Chính là cái đi theo cái kỹ thuật duyệt là gì? Là quay lui. Đi về phía trước, không đi nữa thì quay lui lại để đi sang tìm sang cái hướng khác. Đấy. Trong lý thuyết đồ thị nhé, thì cái phương pháp duyệt này thì người ta gọi đó chính là phương pháp duyệt theo chiều sâu. Tôi mô tả thì trong cái này, này trong đồ thị nó chính là cái là duyệt theo chiều sâu. Đấy, duyệt theo chiều sâu, mà nói trước thôi, theo chiều sâu. Thì chúng ta sẽ được học sang năm đấy. Khi mà học sang cái chương trình chuyên đề CS của lớp 12 này sẽ học cái phần này. Đây tôi nói trước như vậy thôi. Như vậy duyệt theo chiều sâu chính là thể hiện cái phương pháp, chính là duyệt vết cạnh, chính là duyệt quay lui, được chưa? Được rồi, thì đó là cái ấy thôi, đó chỉ là cái mô hình thôi. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết bài toán trên thực tế. Được chưa? Thế thì những bài toán nào thì có thể mô tả được, ví dụ bài toán như này này, thì làm sao để biểu diễn cái mô hình toán học để chúng ta có thể thực hiện được cái thuật lập trình bằng backtracking thì làm như sau nhé. Thì bây giờ thì cái người mà cái ông bác học mà ông ta cái người mà lần đầu tiên đưa ra cái mô hình toán học để có thể lập trình được ấy, mà người mà học tên là Walker đưa ra năm 1950 khoảng năm đó, như vậy rất là mới thôi.
rất là mới tinh. Cái bài toán mê cung ấy thì được đưa ra vào cuối thế kỷ 19. Còn cái người mà lần đầu tiên đưa ra khái niệm lập trình backtracking mà chúng ta đã biết hiện nay này là đưa ra vào giữa những năm giữa của thế kỷ 20. Thì là như sau nhé. Thì cái bài toán của ông ta như sau này, tức là chúng ta sẽ tìm cái miền tìm kiếm, hay chúng ta chú ý này, cái bài toán như sau là cái miền tìm kiếm của chúng ta bắt buộc phải là cái miền có cái dạng là nằm trong cái miền D1 này nhân với D2 nhân với DN. Đấy, như vậy nó gần như là tuyến tính. Đấy, và chúng ta các cái phần tử cần tìm kiếm nhé, các cái phần tử cần tìm kiếm nó ở dưới dạng là x1 phẩy x2 phẩy xn. Đấy, nó là một cái dãy, tất nhiên như là một cái vector ấy. Đấy, mà mỗi một cái x xỉ k như này này thông thường ấy nó là một cái là một cái số nguyên. Đấy, thông thường nó là một số nguyên, đa số nó là số nguyên, nó nằm trong cái miền rời rạc, và cái xk này là nằm trong cái một cái miền nằm trong cái miền dk. Thì cái bài toán duyệt vết cạnh quay lui là duyệt trên toàn bộ cái miền này, tôi gọi d, nhưng gọi d là cái miền là d1 nhân với tích dk của d2 nhân với dn, có thể dài hơn nữa nhé, có thể nhiều hơn nữa đó. Đấy, thì là chúng ta sẽ tìm kiếm cái miền tìm kiếm chúng ta trên phần tử là x x1 x2 xk nào đó đấy, được chưa? Đấy. Đó. Thì cái người mà cái ông Walker ông đã làm như sau nhé. Thì chúng ta sẽ phải tìm như sau, tìm trên các cái miền chúng ta phải tìm tìm trên dãy là x1 x2 xk vân vân. Và chúng ta có quy tắc khi nào thì chúng ta biết biết được nghiệm, khi nào là cái ta phải biết là với cái dãy này thì phải có cái hàm là kiểm chứng là cái dãy này đã là nghiệm chưa. Không nghiệm cho sẽ mở rộng sẽ là tìm tiếp. Như vậy là cái miền nghiệm hay là cái phần tử nghiệm ấy là một dãy các phần tử các số nguyên. Đúng là như vậy nhé. Đa số tức là cái bài mà chúng ta học ngay bây giờ sẽ là cái bài tập mà nó sẽ ứng ứng dụng với là cái này. Được chưa? Như vậy là cái bài toán mà chính nó là như sau nhé. Tức là như này, cái thuật toán mà tìm kiếm nó là như thế này. Đây, nó là như này nhé. Chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ tôi mô tả cái hàm là cái thuật toán backtracking là như sau nhé. Backtracking nhé. Như sau. Cái hàm này chúng ta nó có tên là backtracking nhé. Đầu vào của nó là một cái dãy là x1, x2, xk trừ 1 và thêm k nữa vào đây. Đấy. Được chưa? Đây là cái hàm đây đây là cái hàm như sau. Đây là cái hàm mà nó sẽ là hàm địa quy, nhưng mà nó giả sử chúng ta tìm được x1, x2, xk trừ 1 rồi, cần tìm tiếp xk. Như vậy k là cái vị trí ta cần tìm 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 tiếp. Được chưa? Đấy. Thì cái là như sau này, vì tôi mô tả cái thời là nó rất là dễ, thật nó rất đơn giản như sau. Đây. Nhé. Là như sau này. Chúng ta kiểm tra này, if cái dãy x1, x2, xk trừ 1 đó mà là nghiệm thì thông báo nghiệm. Nếu như mà tìm một nghiệm thôi thì chúng ta sẽ dừng lại, còn nếu không chúng ta sẽ đi đi tiếp. Thông thường đa số những cái bài toán mà là quay lui thì đều là bài toán mà tìm tất cả các nghiệm. Nó có hai loại bài toán nhé, bài toán là một là tìm một nghiệm thôi thì tên chúng ta dừng, có thể dừng. Nếu bài toán là chúng ta là gì là tìm một nghiệm, còn không chúng ta sẽ làm tiếp. Được chưa? Rồi làm tiếp như sau này. Nếu không là nghiệm thì chúng ta sẽ làm tiếp như sau này. Chúng ta sẽ tính toán
chúng ta sẽ tính đây là tính tính cái miền, tính cái miền SK là cái miền, là cái miền có thể chứa, có thể chứa XK. SK này nó phụ thuộc vào bộ C2 XK chữ 1. Cái này chúng ta sẽ lấy thấy xong tính cái miền SK này. Vì nó không tính, mà tính miền SK này là để chúng ta giảm bớt cái thời gian tìm kiếm đi. Nó không là chúng ta để nguyên cả DK nó lớn lắm nhé. Đấy. DK sau đó như sau, sau khi tính được miền SK, chúng ta dùng hàm lập thôi, for x k in SK, giải chữ SK đó. Chúng ta sẽ gọi tiếp là backtracking. Backtracking. Đây là x1, x2, xk đấy. Và gọi tiếp cái này là k cộng 1. Cứ như vậy. Mà đây cho thấy nó rất đơn giản, đây nó chính là cái hàm như này. Đấy. Đây chính là cái hàm, nó là hàm mà tìm kiếm Noma tìm kiếm cái nghiệm trên dãy các x1, x2, xk. Là cái chúng ta phải tìm kiếm cái miền nghiệm là trên cái dãy, là dãy như này. Tìm trên cái dãy này, dãy có số nguyên nhé. Đó. Thì khi đây là cái hàm thôi, còn cái lời gọi chính của nó, cái lời gọi đó là như sau, cái lời gọi gốc của nó đơn giản như sau, gọi chính là chúng ta gọi là backtracking. Chúng ta bắt đầu từ một cái dãy rỗng ban đầu đây nhé, và đây là 0 hay là 1 được. Nếu mà dãy của chúng ta mà trên Python thì là từ 0, còn dãy của chúng ta mà ở trên Pascal thì là từ 1. Được chỉ số, nhưng mà là đầu tiên tìm x0 trước này, xong gọi tiếp tìm x1, xong gọi tiếp tìm x2, khi nào thấy được nghiệm thì chúng ta thông báo nghiệm. Nhưng mà đây chính là cái mô hình của Walker đưa ra những năm khoảng năm 1950 gì đó, và để cho giờ phút này không có gì mới. Thế nên tất cả các bài toán mà cần giải trên cái mô hình là tìm kiếm quay lui đó, đều dùng mô hình này hết. Rất đơn giản đúng không ạ? Nó rất đơn giản. Để chúng ta cùng nhau, như vậy là muốn mà giải thông thường cái bài toán tìm cần dùng kỹ thuật backtracking ấy, là cái bài toán cần phải tìm tất cả các nghiệm trên cái miền nào đó, để cái miền dạng như này, cái miền như này, D1, D2, DN vân vân. Có thể nó có thể rất là dài, có thể rất lớn, tùy, nó không hạn chế về cái độ dài, độ lớn của cái miền này. Mỗi một cái D1, D2, D3, DN này cũng có thể là rất lớn, có thể là một tập hợp hữu hạn, cũng có thể là một tập hợp vô hạn luôn. Đấy, nó rất phức tạp chứ nó không dễ nhé. Như vậy thì bắt đầu từ dãy 0 chúng ta tìm x1. Có x1 rồi, chúng ta sẽ tìm x2. X2 tìm đâu? X2 là tìm thông qua cái tập S2 đây. Cái tập S0 này cũng là trên toàn bộ là D0, S2 là tập hợp nhỏ hơn một chút, tính cái miền miền mà có thể chứa được XK. Đấy, như vậy tính XK rồi thì tìm X2, cho tìm tiếp X3, X4, XN. Và cứ như vậy, khi nào mà gặp nghiệm thì chúng ta thông báo nghiệm. Nếu mà bài toán là cần tìm một nghiệm, chúng ta dừng lại. Còn nếu mà toán là tìm vô số nghiệm thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ làm tiếp tục. Được chưa? Thì chúng ta đây, nhưng mà đây là cái mô hình lý thuyết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập. Thì tôi nói luôn nhé, ở trong cái phần này về cái mô hình của Walker thì ông ta đưa ra trong các sách đều đưa ra hai phương án. Bài toán như vậy thôi, nhưng mà có hai cái phương án để chúng ta thì có hai cái phương án để mà lập trình thực hiện cái backtracking. Cái một ấy chỉ là cái tôi đang nói là cái một là cái mô hình đệ quy. Mô hình là đệ quy nhé. Đấy. Thì phần này là phần này là đơn giản là tôi đã vừa mô tả đấy. Phần này sẽ dạy trong sách giáo khoa. Còn cái mô hình thứ hai theo tôi rất là hay luôn, nếu mà chúng ta có thể có điều kiện tôi sẽ trình bày. Ngoài sách giáo khoa là phần hai là cái vẫn là mô hình, vẫn là backtracking, nhưng mà sử dụng thuật mô hình lập trình là không đệ quy. Phần này cũng rất là hay luôn, không đệ quy. Đối với những người mà chúng ta định chúng ta sẽ là những người lập trình gọi là chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta nên biết cả hai. Nhưng mà trong sách giáo khoa lớp 11 phổ thông ấy thì chúng ta không phải là không có trong sách giáo khoa. Nhưng mà đối với những người mà muốn luyện thi học sinh giỏi hay là muốn gì đó, muốn học sâu hơn nữa thì cũng
cũng nên biết. Đấy. Hiện nay tôi đang viết cuốn sách, về bài tập về cái này, thì trong sách đó thì đa số những cái thuật toán mà tôi mô tả đều mô tả bằng hai cách, hoặc là đệ quy hoặc là không đệ quy nhé, chúng ta chú ý. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang cái phần tiếp theo, là chúng ta sẽ làm bài tập để từ đơn giản cho đến trung bình, để chúng ta làm số bài tập nó đơn giản đã nhé. Đây thì cái bài tập đầu tiên mà chúng ta làm là cho trước số n và cần phải sinh ra, cần viết chương trình để sinh ra tất cả các sâu nhị phân của độ dài n. Bài toán như sau nhé. Bài toán đầu tiên là như thế này, là bài toán là như sau. Đầu vào nhé, cho trước này cho trước số tự nhiên nhé, n coi như là n là cố định đi, hãy viết chương trình nhé, viết viết cái chương trình, viết chương trình sinh tất cả các sâu nhị phân độ dài n, được chưa? Thì đó là cái bài toán đầu tiên nhé. Thì cái làm như sau này, thì với bài này thì chúng ta làm như sau. Vì cái sâu thì cái sâu ở trong cái mô hình ở trong Python ấy là nó là cái đoạn dữ liệu mà là nó bất biến, chúng ta không thể thay đổi cái sâu được, không thể thay đổi. Cho nên chúng ta sẽ phải làm không như là Pascal hay là C, thì chúng ta làm cho lập trình trực tiếp trên sâu, nhưng ở trong Python chúng ta sẽ viết trên, chúng ta làm trên dãy đấy. Như vậy tôi sẽ làm chương trình là tôi sẽ sinh ra tất cả các dãy nhị phân độ dài n, được chưa? Đấy. Sau đó thì muốn tạo sâu, chúng ta sẽ từ dãy chúng ta chuyển sang sâu. Vì ở trong Python chỉ có dãy, chỉ có list mới là mô hình, là dữ liệu là khả biến, chúng ta được quyền thay đổi các cái chỉ số, các phân tử của nó. Còn đối với sâu thì không được. Cho nên tôi sẽ làm bài tập như sau. Cách một của chúng ta làm như sau, tức là đây nha, tôi mô tả cách một này. Cách một nhé, là sinh tất cả các dãy nhị phân nhé, các dãy nhị phân độ dài n. Đấy, đó là cách một. Sau tôi sẽ mua được phê một tí thôi, tôi sẽ tạo ra được cái bài để tôi ghi ra đã. Tôi ghi cái bài này ra. Chúng ta cùng nhau ta làm luôn nhé. Không phải là vấn đề này. Chúng ta nằm ở đây. Hôm nay chúng ta là B9 đấy, đúng không? Đây là sinh sâu nhị phân nhé. Một. Như vậy là chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta mà đây, như vậy chúng ta sẽ đây, như vậy là cái bài tập của này là như sau. Chúng ta sinh mà dãy các cái sâu nhị phân, đúng không nào? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ tạo ra các dãy a có cái dạng là ví dụ n bằng 2 chẳng hạn, thì tạo ra cái dãy ví dụ a là 0 chẳng hạn đấy, hay là a là 0 1, rồi là 1 0 1 1. Nhưng mà đối với n bằng 2 chúng ta có 4 phương án sâu nhị phân có 2 con độ dài là 2. Như vậy chúng ta sẽ xuất phát là từ dãy a, nó và tiền nó sẽ là x0 và x1, đúng không nào? Đây là x1. Đấy. Thì như vậy đây chính là như vậy là x0 và x1 chính là cái dãy tương ứng với gì? Tổng thể của tổng quát đối với xn-1 nhé. Đây là cái dãy, ứng với các phân tử của a đấy. Vậy đây chính là cái dãy gì? Là chính là cái dãy mà tương ứng với cái mô hình thuật toán backtracking mà chúng ta đã biết. Đấy, được chưa? Cái phần này nó chính là cái dãy này, nó chính là cái này. Đấy, nó chính là cái này. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ làm như sau nhé. Chúng ta sẽ mô tả một cái chương trình là backtracking, sơ sinh nhị phân. Và bắt đầu từ dãy A đây. Dãy A chúng ta là bắt đầu là rỗng nhé. Bắt đầu là 0. Và cái bước 0 này là chúng ta sẽ chèn cái bổ sung vào A cái phân tử là 0 hoặc là 1. Đó. Thì tổng quát để tôi mô tả là như sau. Đây.
dãy nhị phân. Cần tìm sẽ nó sẽ có dạng, nó sẽ có dạng, nó có dạng là x0 nhé, x1 vân 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 vân. Đây là xk-1. Đấy. Được chưa? Chúng ta tìm dần tìm x0 trước, tìm x1 x2. Khi nào mà tìm được x gì đến x gì là n-1 thì có cái kết thúc coi như là tìm được. Rồi, làm như sau nhé. Tôi làm cái hàm như sau. Hàm là binary, đơn giản. Binary này nhé. Đầu vào của tôi là cái dãy A, là cái list A cho chiếc, và đây là số K. Đấy. Thì đây là gì? Đây là cái hàm là chúng ta sẽ tìm kiếm phần tử thứ K và bổ sung vào dãy A. Được chưa? Nhưng mà với bài này là cái hàm này nó hoàn toàn tương đương, cái hàm này là tương đương với chính cái hàm này. Được chưa? K này, đây là A này. Đấy. Được chưa? Thì nếu có đây là nghiệm ấy thì chúng ta sẽ thông báo nghiệm, còn không chúng ta sẽ làm tiếp tục rất đơn giản. Đấy. Nhưng đây là ví dụ rất đơn giản thôi, là các bạn thấy nó sẽ giống, nó trùng hệt với cái thuật toán này, nó rất là dễ nhé. Đây. Thì đầu tiên là không mà. Như vậy là khi mà xong, khi mà như vậy là kiểm tra này, if này, nếu mà k mà bằng n ấy thì coi như là xong. Coi như ta đã làm xong rồi thì chúng ta in ra thôi, chúng ta chỉ việc print ra cái pin ra cái A ra. Đây. Cái chỗ này này, nếu k bằng n chúng ta tạo được cái dãy A, n là n phần thừa rồi thì nó chính là nghiệm rồi. Thì xong. Còn ngược lại, nếu mà k nhỏ hơn n thì else. Đấy. Nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm phần tử thứ k. Phần tử thứ k là nó chỉ là các cái là sâu 0 và 1 thôi. Và ở trong trường hợp này thì cái sk này nó vẫn là bằng cả cái sk này, nó chính là bằng dk, chính là bằng phần tử là 0 và 1. Cho nên ta làm như sau. Chúng ta chỉ cần là for i in range 2, nhị phân mà. I là 0 và 1 thôi. Thì mỗi i như vậy chúng ta sẽ bổ sung vào A. Chúng ta dùng này là A.append như này. Append phần tử i vào. Đây. Sau đó chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ em, đây chính là cái lệnh mà chính là cái lệnh này này, chính là cái lệnh này, này for i. Với mọi gì chúng ta bổ sung vào, chúng ta gọi tiếp là bổ sung vào, và chúng ta gọi để quy tiếp. Đây. Chúng ta gọi binary. Đấy. A và gọi đây là k+1. Khi mà thoát ra chúng ta phải quay lui lại, chúng ta phải xóa cái phần tử thứ i đi. Thì chúng ta dùng lại là a pop, thì chúng ta sẽ xóa được. Điện này chỉ lệnh là pop. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì đây chính là cái đoạn chương trình ngắn để mô tả cái chương trình là sinh một cái dãy, một cái sâu nhị phân. À, sinh tất cả các sâu có độ dài là n. N là cho trước ở trên nhé. N là một cái hàng cho trước. Tôi có thể để n ở đây cũng được, nhưng không sao, tôi để n bên ngoài được, để trong cũng được. Tùy tôi nhé. Tôi có thể để n ở đây cũng được, n đi cũng không sao cả. N phẩy a thì bên này để n ở đây. Để ngoài cũng được mà trong cũng được. Tôi gọi thử nhé. Đây. Bây giờ tôi gọi đây là cái hình chính nhé, đây là test cái. Nhé. Tôi đặt n bằng 3 chẳng hạn, sinh ra. Chương trình sẽ sinh ra tất cả các sâu nhị phân, các cái dãy nhị phân có độ dài là 3. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là đặt a bằng, không cần đặt a, tự định nguyên này thôi, không cần đặt a. Viết luôn là binary luôn nhé, binary này. N này. Dãy rỗng này, đấy, dãy rỗng a đó là rỗng nhé, sau đó là không. Chúng ta gọi là cái hàm này. Nó sẽ bổ sung vào cái hàm này mà nó, cái dãy rỗng này dây chính là a ở đây này. Đấy. Chúng ta chạy thử nhé, xem có đúng không nhé. Đây nó ra là 001 này. 00001 010 011 101 100 123456 7, nó gọi là nó 8. Đấy. Nó chính là 2 mũ 3 đấy. Cái độ phức tạp của cái chương trình này nó là 2 mũ n. Rất như vậy cứ mô tả này là chính xác. Được chưa nhé? Đó. Như vậy đây là cái bài mà sinh ra cái tất cả các dãy nhị phân độ dài n. Bây giờ tôi sửa đi một chút, tôi sẽ tạo ra một cái chương trình để tôi ghi ra đã nhé. Ghi ra. Đây là sâu nhị phân 1, chương trình là 1 nhé. Bây giờ tôi sửa đi một chút.
tôi sẽ sinh ra, thực sự sinh ra là sâu luôn, chứ không phải dãy. Thì tôi chỉ việc tôi biến đổi cái dãy thành sâu thôi. Bây giờ tôi sẽ copy cái này ra, tôi copy ở đây nhé, rồi tôi chuyển sang cái bài số 2 này tôi lại như vậy. Tôi sinh ra ở đây không phải là sinh ra, đây là cách 2, là sinh ra các sâu luôn nhé, sinh ra các sâu nhị phân luôn, sâu nhị phân độ dài n chứ n1 nhé. Thì đây là cái bài số 2, bài là sinh sâu nhị phân. Bài hai là y hệt bài bài trên, khác chỉ là tôi sẽ khi tôi đưa ra là cái sâu, chứ không phải là dãy. Bài bài trên, bài lúc nãy đưa ra là các dãy, đúng không nào? Đấy. Bài số 2 tôi đưa ra là sâu. Thế như vậy ở đây tôi sẽ phải chuyển đổi cái chỗ mà anh này, tôi sẽ phải chuyển đổi cái chỗ A này, chuyển đổi từ sâu từ số sang sâu. Đổi được không? Đổi được nhé, tôi làm như sau nhé. Thì muốn vậy tôi sửa một chút thôi. Đây tôi làm thêm cái hàm nữa. Cái hàm để biến đổi một cái dãy các cái sâu nhị phân, dãy nhị phân sang sâu. Tôi dùng cái hàm là cái hàm là gì? Hàm binary đúng không? To string. Hơi dài một chút nhé, to string. Bài này sau cái bài này đầu vào của nó là một cái dãy số A, một cái list A gồm toàn là các số 0 và 1, tức là một dãy nhị phân. Đầu ra là một cái sâu nhị phân lấy từ các phân tử của A ra. Được chưa? Cái bài này nó như vậy. Cái làm đơn giản như sau này. Để tôi viết lại một chút nhé. Nhưng mà cái bài này là đầu ra là như sau. Đầu ra của chúng ta là gì? Đầu vào là một cái như thế này. Đầu vào ví dụ như A bằng 0, 1, 0, đúng không? Đầu ra của nó phải làm cái sâu là 0, 1, 0 như thế này. Đấy. Làm nào bây giờ? Rất đơn giản thôi. Tôi biến đổi các cái đầu tiên biến đổi các phân tử thành sâu. Sau tôi dùng cái lệnh join để tôi nối lại thôi. Rất là dễ. Đấy chưa? Rất là dễ. Dùng cái lệnh của Python và đẩy ra là một cái sâu. Thì làm như sau nhé. Đây. À đây này. Thì làm như sau nhé, tôi làm như sau này. Bây giờ tôi viết một cái đặt kiểu là S gì. Tôi biến đổi cái A là một cái list cùng các cái là các số 0 1. Bây giờ tôi chuyển thành là S là một cái list cùng các cái tự 0 và 1 nhé. Nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là dùng cái này, tôi dùng cái hàm là str thôi, y str x for x in a. Đấy, thì đến cái hàm này. Như vậy nó biến đổi từ cái dãy list A các cái đầu list A cùng các cái số bị chuyển về thành sâu. S là như vậy, S là một cái dãy các cái sâu. Bây giờ tôi dùng lệnh join tôi lại thôi. Dùng lệnh join lại tôi làm như thế này. Dùng lệnh join tôi return luôn. Tôi return là gì? Return là dùng cái lệnh join, dùng lệnh này này. Đấy. Chấm join. Yes. Được chưa? Đây chính là cái hàm. Đây chính là cái biến đổi từ dãy list từ dãy các số sang các số nhị phân sang cái sâu. Đấy. Bây giờ tôi in thử nhé. Bây giờ ở chỗ này tôi sửa lại như sau. Cái hàm binary thì tôi không để là A mà tôi dùng chính là cái hàm này này, Đây chỗ này sửa lại chỗ này là binary to string. Sửa một tí là được thôi, không có gì. Nhưng bài số 2 là bài in sâu nhị phân. Tôi định thử chạy thử nhé, xem cũng được không. Đấy, nó ra như này. Đầu ra của nó là một dãy các cái sâu. Đấy, các bạn thấy không nào? Đấy. Được chưa? Nhưng mà đây là cái bài đầu tiên nhé. Bây giờ như vậy bài đầu tiên là tôi dùng cái mô tả bằng backtracking mà ban đầu tiên đó là a của chúng ta là cái sâu rỗng nhé. Bây giờ tôi mô tả các bạn cái cách số 2 là như thế này. Cách số 2 là cái cách mà cũng rất là hay chứ phải không. Cách số 2 là cách như này nhé.
Cái số 2 là tôi xuất phát từ cái dãy A của chúng ta là một dãy toàn số 0. Như vậy vẫn là cái bài này mà chúng ta có những cái làm khác nhau, để tôi mô tả các bạn nhé. Như thế này. Đây. Bây giờ làm sang cái phương án 3 nhé. Cách thứ ba là với cách này chúng ta sẽ phải tạo ra từ cái dãy 0, với là cách thứ ba cũng như hình như này thôi, nhưng mà cái dãy A ban đầu tôi để nó làm một cái dãy gồm có n phần tử cho trước. Cách thứ ba là như sau, tôi mô tả các bạn cái cách thứ ba vẫn là dùng cái backtracking đó, vẫn là dùng tư tưởng đó, nhưng mà tôi viết lại một chút cho nó thay đổi một chút thôi. Để trong nhiều trường hợp cũng nhiều khi còn dễ viết hơn là cách thứ ba, là cách đó. Thì tôi muốn tôi viết lại cái bài cách thứ ba nhé. Cách thứ ba vẫn là như này, vẫn là bài toán là sinh các số nhân vần, sinh tất cả. Các số nhị phần. Độ dài n. Nhưng mà xuất phát từ, chú ý cái bài này chắc là xuất phát từ cái từ một cái dãy A gồm n phần tử cho chiếc. Thấy chưa? Ban đầu tôi có thể gán, tôi lấy ví dụ tôi gán A bằng, ví dụ nhé, tôi gán A bằng như này, tôi gán A bằng là ví dụ là 0 và nhân với n, một dãy gồm n phần tử như thế. Thấy chưa? Đấy. Bản này tôi sẽ viết là sinh số nhị phân, tôi để đây là cách hai nhé. Hai cái bài trên này là cách 1, cái này cách 2. Nhưng mà xuất phát là A của chúng ta nó là thế này cơ, chứ nó không phải là cái hai bài trên là xuất phát A của chúng ta đều là rộng, đều là dãy rộng. Đấy, dãy rộng như này. Sau chúng ta sẽ phải dùng lệnh append, sau đó khi thoát ra chúng ta pop. Bài này chúng ta không cần append, không cần pop nữa, chúng ta làm cách khác. Để tôi mô tả luôn các bạn. Như này nhé, đây như này. Bây giờ tôi mô tả bài thứ ba là như sau. Vẫn như thế thôi. Chúng ta vẫn dùng cái đàm nhé, chúng ta vẫn dùng cái lệnh là binary vẫn như vậy, vẫn là A và vẫn là K, vẫn như bình thường, chỉ khác một chút nhỉ. A là cái dãy tôi đã cho trước, ban đầu là gồm n phần tử, và như vậy tôi không cần lệnh append nữa. Nên tôi kiểm tra nhé, if này vẫn như trên nhé, if và K mà bằng n thì đây tôi có thể thêm vào đây cái n ở đây cho yên tâm n phải rồi, thì tôi print A. Thế như vậy thôi, cũng như khác. Else như sau này, bài lúc nãy chúng ta sẽ là for in, hệt như vậy nhé, chỉ khác ở cái lệnh này thôi. Thì làm như sau này, bài thứ ba đây cũng là for i in range 2, và chúng ta sẽ đáng lẽ chúng ta phải cho dù lại, chúng ta dùng lại là k, chúng ta đặt k này bằng i. Đấy. Đấy chưa? Như vậy khác một chút nhá. Bài trên ý, thì chúng ta phải đặt là a append i, còn bây giờ a làm dãy rồi mà làm dãy có sẵn n phần tử, tôi chỉ việc dùng lệnh gán này. Gán xong tôi sẽ gọi đệ quy, gọi tiếp, đây chính là đi tiếp đấy, đây là k cộng 1. Đó là quay lại bây giờ là chúng ta cũng không cần xóa nữa, không cần xóa, chúng ta cứ dùng lệnh này, nên nếu cần xóa chúng ta dùng lệnh ak bằng không cũng được, mà không cần không sao. Đấy, được chưa? Giờ bây giờ tôi làm chính là như sau, in ra này nhé, tôi làm như sau để test này, test cái tôi cho n bằng 3 chẳng hạn. Và A tôi đặt là cái này, A tôi đặt bằng 0 nhân với 3, nhân với N. Và tôi gọi binary N này, A này, đấy, và đây là 0. Tôi gọi hệt như vậy nhé. Chỉ khác biệt là không phải là cái A, tôi đặt A làm cái dạy cho trước và đưa cái list A vào đây. N là cái biến, đúng không? N là cái biến để mô tả cái giá trị cần dừng lại ở đây.
tôi chạy thử nhé, xem nó có đúng không. Nhưng vẫn là bài đó thôi, nhưng mà tôi thấy có nhiều cách làm khác nhau. Chúng ta đây có thiếu thiếu chữ N này. Đấy. Vẫn là hệt như vậy nhé, không thay đổi. Như vậy cách để làm cũng rất là hay đấy. Chúng ta biết trước à, nó có từ này độ dài rồi, chúng ta tạo trước cái dãy A, và như vậy trong cái bài này chúng ta có thể bỏ con này đi được. Chúng ta có thể bỏ lại, không cần thiết phải cái quay lưu lại, chúng ta không cần nữa, vẫn đúng. Đấy. Vì lệnh này chúng ta bỏ đi nhé, cái lệnh này là chúng ta có thể bỏ đi được. Đấy. Trên cái chương trình này trông nó ngắn hơn, thậm chí ngắn hơn cái chương trình lúc nãy, và nó có vẻ nó sáng sủa hơn, được chưa? Nhưng mà đây là cái bài mà sinh ra một cái dãy nhị phân độ dài là nhị phân độ dài bất kỳ. Chúng ta bài này chúng ta có thể tổng quát hơn rất là nhiều, tổng quát hơn là như sau nhé. Tổng quát hơn là tạo ra một cái dãy mà hay là một cái sâu mà không phải là nhị phân, mà có thể là tam phân hay cái gì đó, có thể là bất kỳ, sinh ra một cái dãy mà có các phân tử là 0123, 01234 chẳng hạn, tùy, hay là cũng có chữ ABC chẳng hạn, được chưa? Đây tôi làm dòng thử các bạn xem nhé. Đây tôi lấy ví dụ, chúng ta sẽ cùng nhau mô tả nhé. Đây bây giờ bài tập mà một cái ví dụ, một hệ quả bài này, bây giờ sinh tất cả các cái số mà gọi là số gì nhỉ, số hex là cái số gồm là hệ 16, nhưng mà có cái độ dài có độ dài là 2 hay là 3 2 phân tử nhé. Độ dài là 2, ví dụ thế nhé, hay là độ dài n bất kỳ cũng được, độ dài n bất kỳ nhé. Bài tập là như sau này. Bài tập là viết viết chương trình sinh tất cả các số hex là số hệ 16 có độ dài có n ký tự. Đấy. Viết chương trình được không? Tổng quát cái bài trên đấy. Bài trên chúng ta chỉ là các cũng chỉ có là hai ký tự thôi, là 01. Bài này nó có những 16, mà nó có là 16 ký tự từ A, B, C cho đến F, được chưa? Bài này hoàn toàn tương tự nhé. Cái làm như sau này, tôi mô tả các bạn cái làm như sau nhé. Cái làm là hoàn toàn tương tự. Đây là sinh tất cả các số hệ đếm 16. Chúng ta cùng nhau làm nhé. Chúng ta làm hệt như vậy không khác gì cả. Chúng ta sửa một chút thôi là ra nhé. Vì đầu tiên tôi viết cái hệ đã. Tôi viết đầu tiên tôi viết từ ký hiệu là H để mô tả, hay là hex để mô tả. Sau đó tôi dùng cái ký hiệu này nhé. Của chúng ta là như sau này. Của chúng ta là sẽ là A này. Các cái ký tự mà để tạo nên cái đó nhé. A này, B này, C này, D này. Của chúng ta nó còn là 1, 2, 3 nữa cơ. 0 này, hơi dài một tí vậy. 0 này. 0 này. 1 này. 2 này. 3, các bạn chịu khó một tí nhá. Bắt buộc phải viết đấy. 4 này. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Sau là A, B, C, D, E, F. Đấy, nó có tổng cộng nó có 16 cái kìa. E, F. Đấy, vậy nó có 16 cái tự. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 chính là A, 11, 12, 13, 14, 15 là F. Đấy, chúng ta thấy nhé. Được chưa?
đây là cái như cũng như đây là cái hack là nó làm cái biến nôm na đóng cho là từ điển đấy, được chưa? Rồi cái làm như sau là cái làm hệt như vậy, chúng ta chỉ thay cái thay số 2 bằng cái số bằng cái số 16 thôi là được thôi nhé. Đây đầu tiên tôi làm cái việc là tôi vừng cái hàm là hàm sinh đã, hàm sinh là hex nhé, hex number đi, dùng để sinh tất cả các cái dãy tôi ký hiệu là gì, là n của tôi là cái số là số lượng đúng không? N này, sau đây đây là a này, đây là k, hiện như vậy không có gì, được chưa? N là cái số mà cái độ dài của cái sâu đó nhé. Đấy. Thế như vậy thôi. Nhưng mình là if này, if mà k mà bằng n hết như vậy không thay đổi thì chúng ta print ra cái print cái a ra đã. Chúng ta sẽ sau nhé. Chúng ta sẽ chỉnh sửa sau. Print a này. Được chưa? Sau đó là else ở đây, else. Hết như vậy. Đây chúng ta for gì? For i in range. In range đây không phải là in range là length của hex. Đấy, là cái này này. Đấy. Của cái này này. Cú đi lại nhé. Đấy. Sau đó ở đây là gì? Sau đó đây là a là được a pen cái hex. Y. Đấy. Được chưa? Sau chúng ta gọi tiếp cái để quy hex number là n a và đây là k cộng 1. Chúng ta gọi tiếp như vậy. Sau ngoài này chúng ta sẽ quay lui pop. Được chưa? Như vậy thay cái chỗ này bằng sao? Đây là 2 thôi. 2 thì chúng ta thay bằng cái len của hex là cái này. Đấy. Được chưa? Bây giờ ta test thử nhé. Chúng ta chạy thử, test thử. Đặt n bằng 2 này, n bằng 2. Và chúng ta gọi gì? Chúng ta gọi là hex number. Hex number. N này, dãy rỗng này và đây là 0 này. Nó sẽ in ra tất cả các dãy có hai phân tử, vô phân tử đó là một trong các cái tự này. In thử nhé, đúng không nhé, chạy thử đúng không đấy. Đây là rất là nhiều luôn, không cực kỳ nhiều luôn nhé, đó. Thấy không nào, rất là dài. Thế bây giờ tôi sẽ sửa như sau. Tôi muốn in ra thực sự là số đó luôn nhé, không để dãy nha. Tôi chuyển cái này về sâu và tôi in nó ra, mà tôi muốn in ra trên một cái hàng ngang cho nó dễ nhé, cho nhìn cho nó dễ. Cái nhà một số cách là như sau này. Bây giờ tôi sẽ phải sửa một chút, tôi sẽ phải có một cái lệnh là gì, chuyển đổi từ dãy sang sâu nhé. Dùng cái lệnh là gì, dùng cái hàm là cái hàm chain đi, hàm chain đi. Đầu vào là a nhé, a là một cái dãy các cái phân tử. A chúng ta là dãy các cái sâu rồi và chúng ta sẽ không cần, vì nó là sâu rồi mà, không cần luôn, cho y lắng luôn nhé. Chúng print này, chúng ta print luôn cái a ra cái gì, print luôn là như sau, print luôn ra là gì, là chúng ta dùng luôn lệnh là như này. Đấy, rồi a, đấy, được luôn nhé. Rồi và chúng ta sẽ in cho bằng hàng ngang phải n bằng, đấy, cho bằng hàng ngang luôn, in tất cả cho bằng ngang luôn, nó ra luôn. Dễ, được chưa? Đấy. Sửa một chút thôi là được thôi nhé. Lệnh in này tôi in ra sửa, tôi kiểm tra nó ra như nào nhé. Đây chính là cái tập hợp tất cả các cái phần tử là các cái số là hệ đếm 16 và có cái gì, và có cái và có độ dài là 2 phần tử, được chưa? Thì có rất nhiều bài toán tương tự như vậy nhé. Như vậy từ cái bài từ một cái bài tập là sinh các cái sâu nhị phân thì chúng ta sẽ có rất phần này có rất nhiều bài tập khác nhau, chúng ta sẽ làm cái bài tập khác nhé.
Bây giờ chúng ta sang cái bài toán số 2 cũng rất rất quan trọng. Bài toán số 2 là như sau. Cái bài toán số 2 là như sau. Là cái bài là gì? Cho trước một cái tập hợp và chúng ta sinh ra tất cả các cái tập hợp con, các tập hợp con của cái dãy đó. Bài số 2 như sau. Ta ra sang bài tập số 2 nhé. Là viết chương trình sinh tất cả các cái tập hợp con của tập hợp S cho trước. Được chưa? Để chúng ta làm bài tập như này. Cũng một cái bài rất là hay luôn nhé, cái bài rất là hay. Đây. Cho trước một kia. Đây là sinh tập hợp con, sinh tập con. Không có tổng quát giả sử nhưng tôi sử dụng cho đơn giản của chúng ta có thể bài này có rất nhiều ví dụ. Bây giờ tôi muốn sinh tập con là như sau. Tập con của cái tập S đơn giản, S là cái dãy gồm có cái phân tử là 0 này, 1 này, 2 này, n trừ 1. Cho đơn giản đã nhé. Còn bài này chúng ta có thể tổng quát lên rất nhiều mà tập khác nữa, nhưng mà chúng ta dùng cái S thì là tập n phần tử, chính là các cái số từ 0 cho đến n trừ 1 thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cần gì? Chúng ta sẽ cần phải sinh ra tất cả các tập hợp con của tập S gì? Mà chúng ta chú ý là đối với tập hợp ấy thì tập hợp con rỗng cũng là tập con. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ chúng ta đây. Ví dụ tôi cho như sau này. Ví dụ tôi đây tôi lấy nhé. Ví dụ như S của tôi gồm có hai phân tử thôi là 0 và 1 thôi nhé. Thì bây giờ tôi xem là các tập con của S thì là gồm những cái gì nào? Nó gồm là một dãy rỗng là 2, dãy rỗng là 1 này. Phân tử con có một phân tử thôi, trên đó là gì? Nó chính là 0 này, đúng không nhỉ? Và đây là 1, đúng không? Hai phân tử thì nó chính là gì? Chính là 0 1. Đấy. Như vậy là tập hợp các phân tử tập hợp các cái tập con của S là gồm 4 tập con, là tập con rỗng này, tập con có một phân tử này và tập con là hai phân tử. Như vậy bài này nó có 4, đáp số nó có 4. Được chưa? Đây thì bài này chúng ta sẽ làm như sau. Làm như nào? Đấy. Thì cái làm như sau. Cách làm là nôm na là chúng ta sẽ sinh ra tất cả các cái dãy sinh các cái dãy A. Đấy. Các dãy A mà lấy phân tử từ S gì? Nhưng mà để cho nó không trùng nhau, phân tử S là không trùng nhau, chúng ta sẽ làm như sau. Là lấy ra các phân tử của S thì gồm có phân tử như sau, gồm có dãy cùng các phân tử là y một nhé. Y một là nhỏ hơn y hai, nhỏ hơn y k. Lấy phân tử đó nhé. Thì đầu tiên là a rỗng này nhé. Như vậy là a sẽ gồm các cái phần là x một, x hai, x k. Mỗi x này là lấy ra từ mỗi một cái x k này. Là phải lấy ra từ tập hợp S gì? Nằm trong S gì? Đấy. Nhưng mà lấy ra đảm bảo rằng là nhỏ hơn này, tức là đảm bảo là x gì, y phải nhỏ hơn x g nếu y nhỏ hơn g để cho tập hợp chúng ta nó không bị trùng nhau. Đấy. Được chưa? Đấy. Như vậy xem cái bài này là cũng đưa về cái bài toán thì đưa bài toán là sinh ra tất cả các cái dãy con. À, các cái dãy nhưng bài toán như vậy, bài toán này là đưa về quay lui là như sau nhé. Đây quay lui là như sau là sinh tất cả các cái dãy con x một, x không, x một và xk. Đấy, xk trừ một, được chưa? Trong đó là bảo đảm là x là không phải nhỏ hơn x một, nhỏ hơn x hai, nhỏ hơn xk trừ một. Đấy. Và cái này thì phải nhỏ hơn bằng gì? Hơn bằng là n trừ một và không nhỏ hơn bằng đây. Đấy. Được chưa? Nhưng mà và như vậy cách làm là y hệt như là cái bài toán sinh sâu nhị phân, chỉ khác
là nó yêu cầu gì, yêu cầu là cái là nó phải thỏa mãn là gì, thỏa mãn là giả sử ta có x không rồi nhé, x không, x một, x k trừ một rồi. Bây giờ cái phần tử xk đó, phần tử thứ k đó phải lấy ở đâu? Phần tử k đó, cái xk này phải làm sao? Nó phải lớn hơn xk trừ 1. Đấy. Được chưa? Nó phải lớn hơn. Thì nó mới bảo đảm là cái nó là mới thực sự là sinh ra tất cả các dãy con được. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. S là tôi cho trước nhá, là cái thập S là gốc của tôi này. Bây giờ tôi làm như sau. Đây. Bây giờ tôi nôm na là tôi sẽ tạo một cái là sinh tập vào con, tôi gọi là subset nhé. Tôi ký hiệu đây là A, tôi để thực ra có thể là N hay là S gì, N đi, tôi để A, tôi N tôi để ngoài A nhé, và đây là K. Tức là ở đây gì? Cái bài này là gì? Đây là cái hàm tôi, cái hàm là giả sử có a rồi, a gồm có k trừ một phần tử, vì tôi thêm phần tử thứ k vào phần tử thứ k vào bên vào cái dãy bên phải của a, thì với cái điều kiện là gì? Với cái điều kiện là phần tử thứ k đó là phải lớn hơn tất cả các phần tử của a, các phần tử của a là dãy được sắp xếp thứ tự tăng dần rồi, thì như vậy là phần tử k đó ak nó phải lớn hơn phần tử ak trừ một, được chưa? Đây, tôi làm như sau nhé. Đây, tôi làm như thế này. Đây. Làm như sau. Cái làm cái này là tôi giống cái làm nó giống hệt như là đấy thôi, như là đối với sinh sâu nhị phân, nhưng mà nó ta chú ý nhé. Sinh đây thì với mọi cái mọi trạng thái đều là tôi còn hết, là tôi in luôn. Tôi sẽ luôn print A luôn. À, vì sao như vậy? Bởi vì như này, bởi vì là a luôn là tập con của S, cho nên là ở mọi giai đoạn của nó ấy, giai đoạn của chương trình ấy, thì tập a luôn là nghiệm, được chưa? Print a luôn ra nhé. Tôi kiểm tra, nếu mà ít, nếu mà k mà nhỏ hơn n thì tôi mới làm tiếp, n thì tôi dừng lại. Đấy. Nhưng mà là không cần thiết cái lệnh là k bằng n thì tôi in ra nữa. Ở các phần trên nhé, các phần trên có cái lệnh là if k bằng n tôi in ra, đây không cần, vì đây là mọi với mọi mọi k thì cái a của chúng ta nó đã là tập con rồi, cho nên là in luôn. Còn nếu nhỏ hơn n thì tôi mới làm, được chưa? Rồi như sau, tôi sẽ dùng lệnh là đây nhé, tôi mới với mọi tôi for này, tôi for i in range, cho nên cái gì in range là gì, bắt đầu phải là từ cái phần tử là phần tử lớn nhất của a đó, thì tôi gọi cái này là tôi gọi cái hàm này là cái hàm tôi gọi là phần tử tôi gọi là last của a, last của a chính là cái phần tử cuối cùng của a nhé, tôi cộng một, đây là n. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Ở đây chúng ta tôi sẽ mô tả cái hàm last là sau nhé, tức là cái phần tử thứ k đó mà đưa vào đó nó phải gì, cái phần tử y này nó phải lớn hơn cái phần tử cuối cùng mà đã có trong a. Để tôi dùng là a chấm pen, rất đơn giản thôi, a chấm pen y. Thầy ơi, cái nick của bạn Minh Minh gì đây thầy, cô Minh Minh gì đây, nó hú dữ quá thầy ơi. Đây một chút, nha. Rồi đấy nhé, vì sao lại phải có lệnh này này, vì khi chúng ta bổ sung vào nhé, vì là a là tôi nhắc lại là cái tập a, mỗi a là tập hợp con ấy, thì tôi lấy ra cái phần tử của nó là phải có theo chiều tăng dần, đây này, nó phải như này này, nên nó phải là x không nhỏ x một nhỏ x hai nhỏ x k trừ một, như vậy phần tử sau đó phải lớn hơn phần tử trước, như vậy là phần tử tôi bổ sung thêm vào đó nó phải lớn hơn tất cả các phần tử ở phía trước đó. Đấy, thì nó mới là tập hợp con được. Đang chú ý chuyện này nhé. Đấy, xk phải lớn xk trừ một. Đấy, thì xk trừ 1 là phần tử cuối cùng của a, thì tôi sẽ tính sao nó là một cái hàm nó là hàm last a nhé. Đấy chưa, ở đây cho tôi sẽ gọi là subset của a và đây là k cộng 1, và khi thoát ra thì tôi làm hệ tôi vừa lại là pop a. Đấy chưa, rất đơn giản như vậy. Giờ tôi viết thêm cái hàm là hàm tính cái last của a là được thôi nhé. Đây này, cái hàm this
last quá. Đây là cái hàm là tính phần tử cuối cùng của A. Tính phần tử cuối cùng của A. Cuối cùng của A. Của A. Được chưa? Thì nếu mà A mà là A mà khác không ấy. A mà khác rỗng ấy thì nó chỉ là if nhé. Nếu mà if mà A mà khác rỗng thì là khác của if A. If A mà bằng rỗng ấy thì nó khác nhé. Đây này, tôi mô tả các bạn cái hàm này nhé. Ở đây là như sau nhé. If mà A đây tôi kiểm tra cái hàm này như này này. Cái hàm last A nó đánh như này nhé. Nó rất là dễ thôi, không gì. Nếu mà đây, nếu mà A bằng rỗng, nếu mà A mà bằng rỗng nhé, thì cái phần tử cùng tôi kiểu là từ -1. Tôi sẽ return là -1. Còn else thì tôi return cái phần tử cuối cùng của A. A mà khác rỗng ấy. Return của A cả. Phần cùng của A chính là phần là cái chỉ số -1 nhé. Đó. Đây này. Nếu mà A bằng rỗng ấy thì tôi hoặc tôi để nó để là len a bằng 0. Đấy. A bằng rỗng nhé thì trả về là -1. Còn nếu mà A khác rỗng thì trở về cái, đây là cái a -1, đây là chỉ phần tử cuối cùng của A. Thì đây là nếu mà A mà rỗng ấy thì tôi đặt last A bằng -1 cộng 1 là 0, từ 0 trở đi. Còn nếu A mà là phần A mà là cái dãy mà là khác rỗng thì cái phần tử y này phải là từ last A cộng 1 trở lên cho đến n, cho n trừ 1. Tức là phần tử cuối cùng của nó khi đưa vào y này là phải lớn hơn cái phần tử phía trước của nó. Đó, được chưa? Đấy, thì đó đây chính là cái. Và bây giờ tôi thử nhé. Tôi thử ra in ra này, test này. Test k nhé. Tôi ký hiệu là n là gì? n bằng 2 chẳng hạn. Tôi dùng bên lại là subset nhé. Subset. Ở đây chúng ta đây là không có n thì biết luôn nhé. Rỗng này, ở đây là không. Cần n là trước thôi, n là chính là cái này thôi. Đây chính là cái lệnh này, tôi thử chương trình đúng không nhé. Nó sẽ in ra tất cả các cái tập hợp. Rỗng này, không này, 0 1 và 1. Chính xác đấy. Vì tôi thử evn bằng 2 nhé. Evn bằng 2. Hay evn bằng 3 chứ. Evn bằng 3 sẽ là nó ra như nào. Nó ra cái này. Đấy, nó ra cái này. Được chưa? Đấy. Mình đây là phương án đơn giản nhất nhé. Bây giờ tôi sẽ mở rộng toán này ra một chút để tôi làm nhé. Bây giờ bài toán này tôi làm như tôi sửa lại như sau này. Bây giờ tôi sửa lại là S thì không phải là, S là một tập hợp bất kỳ, không phải cái này thì có làm được không? Hoàn toàn làm được nhé. Giờ bây giờ tôi sửa lại một chút. S thì không phải là tập hợp này nữa mà S là tập hợp cho trước cùng các phần tử cho trước hoặc là số hoặc là ký tự nhé. Bất kỳ. Thì tôi vẫn làm được như này nhé. Thì tôi làm sửa như sau này. Thầy tắt. Anh chị đó đi thầy. Bạn nào cũng nhỉ? Các bạn nào là cái có tiếng kêu rồi nhỉ? Như vậy bài này là cái bài số 1 của cái phần sinh tập con là 1 nhé. Bây giờ tôi sửa đây một chút. Để tôi sửa. Tôi làm nâng lên. Tôi sửa một chút nhé. Bây giờ tôi sửa thì S thì không phải là phần tử này nữa. Mà là làm phần tử bất kỳ. Làm từ bất kỳ các phần tử khác nhau, nhưng nó hoặc là phải là số hoặc là sâu, được chưa? Tập hợp tất cả các tập con của một cái tập hợp cho trước. Ví dụ như S là một cái S là một tên tập hợp các cái tên người của học sinh chúng ta chẳng hạn, thì ta tìm tất cả các tập con của học sinh trong lớp. Đấy, như vậy. Hoặc S là một tập có cái số nào đó, hoặc là số nhé. Bây giờ tôi sẽ copy sang để tôi tạo một cái file mới cho nó dễ nhé.
tôi tạo một cái tập hợp mới nhé. Đây, cũng như vậy thôi, tôi sửa đi một chút. Ở đây S là tập hợp bất kỳ. Ví dụ nhé, ta tùy ý cho ta lựa chọn nhé. Bạn nào cứ bị bật chế độ này nhỉ. Đây nhé, ví dụ tôi cho S là tập hợp như này. S là tập hợp gồm các cái phân tử như là A này, A này, phẩy này, B này, C này. Ví dụ như vậy nhé. D có 4 phân tử như vậy nhé. Thì hiển nhiên bây giờ ở đây là gì? Ở đây là N sẽ gì? N chính là bằng len của N chính bằng len của S. Hiển nhiên S cho trước mà tính được N. Được chưa? Rồi tôi sửa như sau này. Y hệt như vậy thôi nhé, nhưng mà tôi sửa như sau nhé. Tôi giữ nguyên như vậy, chỉ có điểm khác biệt là khi in ra ấy, tôi phải chuyển đổi cái tập A này sang cái tập A này là một cái dãy con các phân tử từ 0 cho đến n trừ 1, thì tôi chỉ phải chuyển sang là sc. Đấy, nhưng tôi phải làm thêm lệnh nữa như sau nhé. Thì khi in ra này, tôi in ra cái đúng là tập mà con của sc. Thì tôi làm như sau. Bây giờ tôi mà dùng cái hàm chuyển đổi như sau. Tôi dùng cái hàm des là change to s, đặt tên thế nhé. Được chưa? Change to tập hợp, change to set, được chưa? Đây sẽ là A và cái đầu ra của nó là s. Đây tôi biết đề này s. Vậy A của tôi là đầu vào là một dãy các cái số, mỗi số đó là các chỉ số của sc, và đầu ra của chúng ta là thay thế các chỉ số đó bằng chính phân tử của sc. Vậy nó rất là dễ, là như sau nhé. Đây tôi ký hiệu là tôi đặt ký hiệu là cái hàm chúng ta là cái hàm đặt tên là t đi, nó là target đấy nhé, hay là kết quả của chúng ta chính là như sau, chính là như thế này. Chính là tôi gọi là s y, s gọi là y nhé, y for y in range, in range của len a, len a. Đấy, thế này thôi, và tôi return cả quy. Như vậy là chúng ta đẩy các phân tử của A, ra mà không len A, Y, len A, len A, Y. Đây là không phải Y mà là AI. Nhầm chỗ này nhé, nhầm AI. Các phân tử của A là các cái số nguyên chạy từ 0 cho n trừ 1 theo cái mô hình cũ. Hình cũ bây giờ tôi chuyển sang phân tử của sc, tôi phải đổi là sai for i in range len a như này. Được chưa? Bây giờ sửa chỗ này lại. Chỗ này không phải là print a mà print ra cái hàm này. Print ra dùng cái hàm là change to set nhé. Mở ngoặc. Đây là phẩy s. Được chưa? A luôn là tập hợp con của sc. Đấy, change. Mà đổi như này ra. Bây giờ thử nhé, bây giờ tôi làm thử như sau này. N bằng 3 này, không N bằng 3, tôi copy cái này xuống ở trên này. S là phân tử bất kỳ, tôi copy cái này xuống đây. Đầu vào của tôi là tập S bất kỳ nhé. Đây. Được chưa? Bây giờ tôi in ra này. Tôi in ra thì nó ra cái này. Bây giờ tôi ghi vào đã, tôi chưa ghi ra. Bản này là gì? Là sinh tập con 2. Đấy, tôi gửi nhé, sẽ nó ra như nào. Nó ra là này. Đấy, tập rỗng này, tập của A này, tập AB này, ABC này, ABCD này. Đấy, đầy đủ hết nhé. Đấy, có chính xác không? Chính xác đấy. Bây giờ tôi sẽ làm thêm tôi sửa đi một chút nữa nhé. Bây giờ tôi muốn là không in ra mà tôi muốn là đẩy ra cái tệp của chúng ta.
tẩy rang thì chúng ta nó là một dãy các cái tập hợp này, nó dạng tập hợp dãy dãy các tập hợp nhé, là tức là nôm na nó là cái gì, nó là một tập hợp, kết quả của chúng ta nó là một tập hợp, nó là dãy là các phân tử này đấy. Bây tôi sửa một chút nhé, tôi sửa đi phương án này, tôi đổi tên là cách 3 đi. À, bên này bây tôi save S sang cách 3 nhé, thì nó sẽ ra save S sang như vậy nhưng mà là cách 3 để chúng ta lưu lại, chúng ta nhớ thôi. Cách 3 là sau cái bảng cách 3 này là không phải in ra mà là đẩy ra một cái tệp đây nhé, mình như này này, kết quả ra một cái dãy, một cái dãy các cái em các tập hợp con, tập hợp con của S, của S đấy. Là một dãy nhé, cái gọi là một dãy chứ không không phải in ra màn hình mà là một dãy luôn. Thì làm như nào, chúng ta sửa một chút thôi, thì cái làm là như sau. Chúng ta thì ở đây chúng ta làm như sau, ở đây chúng ta sẽ phải tạo ra một cái tệp kết quả ở đây này, chúng ta sẽ tạo ra một cái tệp, tạo ra một cái gọi là KQ đi. À, kết quả ở đây là nó làm cái dãy rỗng nhé, bắt đầu. Và khi chúng ta tạo ra dãy trong tập này này, chúng ta sẽ đẩy kết quả vào cái tệp KQ này, đẩy như sau này, đây đây, đây. Chỗ này này, đây này, lệnh chúng ta không lệnh không cần lệnh print nữa nhé, mà chúng ta sửa một chút ở đây này, ở đây chúng ta bỏ đi, chúng ta không dùng lệnh print này nữa, và chúng ta việc bổ sung cái hàm này này, bổ sung cái này vào trong cái kết quả, tôi dùng là KQ.append. À, append cái này, append cái trên này, tôi copy cái này sang này. Đấy. Đấy. Được chưa? Nhưng mà tôi cũng có không in ra nữa. In ra cũng được, không in ra cũng được. Tôi đóng cái lệnh này lại nhé. Đấy. Mà khi đóng xong rồi thì khi kết quả mà ra rồi tôi in ra cái này. Như vậy là khi chạy xong hàm này nhé, thì tôi sẽ chạy xong cái hàm này thì tôi sẽ print. Print KQ hoặc tôi for, hoặc là tôi for C in KQ hoặc tôi print. Tôi print C. C. Đấy, thì cũng được. Yeah. Tôi sửa một chút thôi là ra cái này. Nhưng mà cái hàm này nó sẽ trong cái chạy nó sẽ bổ sung các phần tử vào cái tệp mà cái dãy tổng thể là KQ này, KQ là dãy các cái để tôi bổ sung vào đây này, kết quả của nó bổ sung vào đây này, đấy, ở pen đây này, đấy nhé, sửa một tí thôi là ra ngay cái kết quả của chúng ta, tôi chạy thử nhé, nó y như này nhưng mà nó ra dưới cái dạng là hình như vậy thôi. Bây giờ tôi thử in ra, tôi thử đây, tôi print cái KQ này ra như thế nào, đấy, là hình như vậy nhé, KQ này, đấy, nó dài như này, này. Đó. Cái tập con này tôi có thể bìa cái phần các cái tập con này tôi có thể sửa thành tập con thật, sửa lại không phải là một dãy mà là tập con theo theo đúng nghĩa hoàn toàn được nhé. Tôi sửa như sau, bây giờ tôi sửa là cái kết quả của chúng ta không phải là dãy mà là tập con. Tôi sửa chỗ này này, tôi sửa chỗ này nhé, tôi sửa chỗ này là tập hợp con chứ không phải là dãy con. Thì với tập hợp con nó tôi vẫn có thể làm được dưới dạng gì, dưới dạng là gì, làm cái gọi là cái lệnh tập hợp nhanh, làm như sau. Tôi sửa như sau này, tôi sửa chỗ này không phải là KQ này, nó không phải là dãy mà nó gì, nó là tập hợp. Thế làm như sau, dùng lệnh này, dùng lệnh là set. Đấy, tôi mở ngoặc, tôi xóa đi. Đấy. Và đây là tôi thay cái lệnh bằng cái lệnh set thì nó cũng ra luôn nhé. Kết quả với cái bài này thì kết quả của chúng ta nó là dãy, nó là tập hợp chứ không phải kiểu không phải kiểu list mà là kiểu tập hợp. Đấy. Còn cái là tất cả là không thay đổi, vẫn như nguyên nhé. Đấy, nó chạy một chút ra, nó kết quả của chúng ta nó sẽ là các cái tập hợp, nó ký hiệu là giống hoặc nhọn này là tập hợp nhé. Đấy, tập hợp vẫn đúng nhật như vậy nhé. Nhưng mà set đây là set đây tức là set đây là tập hợp rỗng đấy nhé, còn đây là các tập hợp con này. Nhưng mà cái đây là in ra đúng, in ra là tất cả các tập hợp con theo đúng nghĩa luôn, được chưa? Đấy, như vậy tôi vừa mới làm một số bài tập mà đơn giản thôi để chúng ta hình dung. Bây giờ sẽ biết sự thế thời gian này, bây giờ tôi sẽ quay sang mô tả một cái chương trình mới nhé. Cái này tôi sẽ là chúng ta không kịp làm đủ đâu, nhưng mà tôi sẽ nói về chúng ta sẽ về nhà cho làm tiếp tục
Và đây là trong cái phần, một trong cái bài quan trọng của trong chương trình tin 11. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế, cùng nhau giải cái bài toán, bài toán tám hậu, bài toán làm tám hậu là một cái bài toán làm rất quan trọng, nhé. Cái bài toán hậu là như này, bài toán là cho trước cái bảng cầu ô vuông, bây giờ chúng ta cần phải đây mình chúng ta mô tả cái bài toán tám hậu, cái bài toán mà nó rất là điển hình nha, bài toán xếp hậu hay là bài toán tám hậu, bài toán xếp hậu không phải trên bàn cờ là 8-8 mà trên bàn cờ tổng thể, tổng quát luôn nhé, trên cái bàn cờ ô vuông tổng thể là n trên n nhé, bất kỳ đó. Thì làm thế nào thì bài toán như sau này, bài toán này là như sau, là cho chiếc cái lưới ô vuông là n nhân n, n nhân n. Được chưa? Bài toán như sau, bài toán là cần xếp vào đây là đúng là làm là n quân hậu, sao cho là không con nào ăn con nào. Đấy, nó là như vậy. Đây tôi viết là sai nhé. Bài toán như sau, bài toán là xếp n con hậu sao cho không con hậu nào ăn được con nào. Tức là con hậu này là không chế lẫn nhau, nó mà là như vậy nhé. Thì đó là cái bài toán rất nổi tiếng, là bài toán tám hậu. Yêu cầu như sau, yêu cầu là hãy em tìm ra tất cả các phương án xếp hậu. Bài toán như sau, bài toán là tìm tất cả các cái phương án xếp hậu trên bàn cờ, và cần in ra các phương án đó. Được chưa? Thì đây là cái bài toán rất là cơ bản, rất là hay, là một cái bài là cái bài toán là cái tiết học trọng tâm ở trong cái chương trình, ở trong cái phần mà dạy về cái backtracking đấy. Thì cái bài này chúng ta sẽ giải bằng backtracking, được chưa? Được rồi. Thế thì cái bàn cầu vuông đó chúng ta sẽ mô tả bằng bằng một cái lưới nhé, bằng một cái lưới ô vuông. Và các vị trí có con hậu là lưu ở trong cái lưới đó, thì đó được mô tả như sau. Ở theo chiều ngang thì nó là đánh số từ bên trái sang nhé, bên trái sang, đây là 0 này, 1 này, 2, đây là n chiều 1. Còn đây là các cột chứ, từ bên trái sang, còn các cái hàng từ trên xuống đánh số từ 0, 1, 2 đến n chiều 1. Đấy, được chưa? Thì mỗi một cái vị trí EG ở đây này, đấy, thì đây là nó là con hậu, nó là vị trí, là một cái vị trí, tôi ký hiệu là I và G. Đấy, I là số hàng, L là cái số hàng đánh số từ 0 cho đến n trừ 1, còn G là cái số cột. Được chưa? Đó. Thì cái bài này nhé. Cái bài này thì như sau, bài này mà nếu mà theo đúng nghĩa, nếu làm theo đúng là gọi chú bò, chúng ta phải tìm tất cả các tổ hợp xếp n con hậu lên một cái lưới là n bình phương các cái ô lưới, và như vậy chúng ta sẽ phải tìm là cái tổ hợp chập n, một cái tổ hợp chập n của n bình phương các cái kiểu xếp, và như vậy nó rất lớn. Thì chúng ta sẽ giải ước gì, chúng ta sẽ làm như sau này. Vì mỗi con hậu chỉ có thể nằm trên không có hai con hậu nằm trên một cột, cho nên là mỗi cột chỉ có một con hậu thôi. Đó. Suy ra là sao? Suy ra là gì? Suy ra chúng ta có thể mô tả cái trạng thái hay cái trạng thái các con hậu đưa về một cái dãy. Dãy là gì? Dãy là ký hiệu tức là A0, A1 và đây là AN-1. Ở đây là gì? Ở đây là AK là cái chỉ số hàng
chỉ số hàng của con hậu, chỉ số hàng của con hậu trên hay là tại cột K. Đấy. Như vậy là cái bài này chúng ta sẽ đưa về cái phương án là tìm con hậu dưới cái dạng là một cái dãy số a bằng x0, x1, xn-1. Đấy. Trong đó là xk. Xk đây là cái vị trí hàng của con hậu thứ K trên cột thứ K, vị trí hàng của con hậu thứ K. Rất là hay. Như vậy là suy về là tìm trên một cái dãy số. Và trên dãy đó khi tìm như vậy chúng ta tìm x0 trước, tìm x1, tìm x2, tìm xk, tìm xk cộng 1, và cứ tìm như vậy là hoàn toàn theo quay lui. Chúng ta dùng cái lệnh là như vậy là nó rất đơn giản, đúng không ạ? Đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm. Như vậy là bài này là cái bài mà chúng ta sẽ làm bằng cái thuật toán là vết cạn quay lui đấy. Nó rất là hay. Bây giờ tôi mô tả cái phần chính nhé. Phần lõi nó là như thế này. Đây. N là cho trước, đúng không? Bây giờ tôi sẽ như vậy là A này. Như vậy là cách tìm của chúng ta là tìm như thế này. Đó, tìm như thế này. Nếu cái bài này mà chúng ta không biết trước cách dùng backtracking ấy, thì chúng ta phải tìm trên một cái tổ hợp là gì, là tất cả các phương án, tất cả tìm tất cả các hoán vị của cái tổ hợp là từ 1, từ 0 cho đến n-1 của dãy A. Nhưng mà bài này sẽ mất gì, nhưng mà làm như này, nhưng mà làm chỗ bỏ thì mất là n dãy thừa. Cái bước đi rất lâu. Bây giờ tôi mô tả nhanh hơn nhé. Là chúng ta dùng backtracking nhé. Thì như sau này, chúng ta làm cái hàm có tên là gì đó. Trong sách tôi hay viết là dùng hàm là try nhé. Try next. Đấy, cái hàm này nó là A nhé. Ban đầu tôi đặt A bằng gì? Đặt A là các số 0, dãy các số 0. N. Đấy. Và A đây là K. Đấy. Đây là cái hàm này. Đây là cái hàm là gì? Hàm là tìm bước đi tiếp theo. Tìm cái bước đi tiếp theo. Đây là tìm cái xk, tìm cái vị trí đặt con hậu thứ K. Giả sử là có từ 1, từ 0 đến K trừ 1 rồi. Được chưa? Thì bài này làm như sau, nó rất đơn giản như thế này. Đây như tôi mô tả các bạn nhé. Nó rất là cái hàm này nó y hệt như là cái hàm mà chúng ta đã biết về backtracking như sau. Đây bây giờ là đây nhé, if này, if k mà là bằng n ấy, đấy, thì chúng ta thông báo nghiệm luôn, thì mà in ra thông báo nghiệm thì lúc a là một cái dãy các hậu rồi, thông báo nghiệm. Còn ngược lại else thì như sau. Đây đúng theo kiểu nhé, Python nhé. Else này thì làm như sau, tôi mới L là tôi mới for i in range n. Đấy. Tôi tìm thì tôi gán vào cái phần tử thứ và cái vị trí thứ K, đúng không nào? Bây giờ kiểm tra nếu có thể đặt con hậu tại hàng y cột K, nếu nên là đây là một hàm nhé, thì chúng ta đặt gì? Chúng ta đặt là a y, đặt K bằng y. Đấy, cột K bằng y. Đấy. K bằng y, và sau đó chúng ta sẽ gì, là chúng ta sẽ gọi tiếp thôi, chúng ta dùng lệnh là gọi là try next a K cộng 1. Đấy. Như vậy thì cái hàm của chúng ta nó rất đơn giản như thế này thôi. Cái hay của hàm này là như thế nhé. Như vậy chúng ta đây, chúng ta cần làm hai hàm để một cái hàm này. Hàm này làm cái hàm chúng ta sẽ lên lên cái hàm dùng để hiển thị, hàm hiển thị cái bàn cờ có các con hậu ra trên màn hình. Con hậu là cái dãy A. Còn cái chỗ này là một cái hàm nữa. Cái hàm này này làm cái hàm nô, làm cái hàm kiểm tra, một cái hàm kiểm tra, một cái hàm ví dụ như là check check
xem là A này, xem có thể là gì, xem có thể đặt đặt kia con hậu tại hàng y, hàng y cột k nhé, kiểm tra xem là như vậy, có thể đặt là check kiểm tra lại, đặt có thể đặt hậu tại hàng y và cột thứ k được hay không. Giả sử đã có các cột từ các phần tử y của a đã có sẵn là từ 0 cho k trừ 1 rồi, bây giờ tại cái hàng y tại cột k xem có đặt cái phần tử hàng y được không, cái hàm nó tên là hàm check đúng không. Đấy, đấy. Như vậy những cái hàm này là nó đều rất đơn giản, được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm nhanh, tôi sợ không kịp thời gian. Được chưa? Thôi được, tôi bây giờ tôi viết nhanh, tôi viết nhanh các bạn, bây giờ tôi viết lại cho các bạn nhanh cái phần ấy nhé. Rồi các bạn sẽ về nhà làm, tôi sẽ mô tả sau. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ mô tả cái sơ lược cái chương trình. Mô tả sơ lược chương trình. Mô tả sơ lược chương trình. Để chúng ta có hình dung nhé. Đầu tiên là cái hàm. Cái hàm này là cái hàm là hiển thị. Hàm này tôi ký hiệu là gì? Tôi ký hiệu cái hàm này là hàm show. Show queen. Đặt tên đi. Show queen. A. Đầu vào nó là A. A là một dãy các phần tử từ N. Hàm này sẽ có nhiệm vụ gì? Hàm này nó có nhiệm vụ là gì? Nó có nhiệm vụ là gì? Là nó sẽ hiển thị. Mô tả hiển thị bàn cờ với n quân hậu theo đúng nghĩa nhé. Đấy, hàm nhất chúng ta phải làm này nhé. Hàm thứ hai chúng ta phải làm là như sau. Hàm thứ hai là hàm tôi gọi là check a i k. Hàm này như sau, hàm này kiểm tra, hàm này hàm như sau, mô tả như sau, mô tả nó bằng true nếu khi và chỉ khi và có thể bổ sung con hậu tại hàng y và cột k. Đấy, kiểm tra. Đấy. Phần này cái này chúng ta cái rất là dễ. Việc chúng ta sang mô tả sang cái phần chính là cái hàm chính của chúng ta, chính cái hàm là hàng cái hàm try next của chúng ta. Cái hàm của chúng ta là hàm như sau. Cái hàm của chúng ta là cái hàm mà đầu bài yêu cầu là phải liệt kê ra tất cả các phương án kia. Thì như sau này. Đây cái hàm thực hiện tên là try next. Kiểu đây là A này. Đây là K. Đấy. Tôi mô tả luôn nhé. Đây. Hàm này tôi đặt một cái biến để dùng để tính các phương án. Tôi kiểu tên là đặt tên là phục công biến tổng thể. Tôi đặt tên là nó là global. Global tôi gọi là N count. Đây là cái biến ở bên ngoài. Rồi tôi làm như sau nhé. Tôi mô tả như sau này. Bây giờ là if này. If mà k mà bằng n. Đấy, thì lúc vào đấy rồi. Thì tôi sẽ tăng cái n cao lên một đơn vị bằng n cao cộng 1. Và tôi thông báo, tôi dùng lệnh là print. Thông báo là phương án xếp thứ 2 chấm phẩy n cao. Đấy. Tức là in ra phương án xếp hậu thứ mấy đấy. Và tôi dùng cái lệnh là tôi viết trên lệnh là show queen. Đấy, show queen. À. Đấy. Được chưa? Mà ít của AK bằng người thì tôi tăng cái biến này lên một đơn vị đúng không, và print cái phương án xếp thứ n cao. Còn ngược lại nếu mà k mà nhỏ hơn thì làm như sau. Đây là else 2 chấm thì làm như sau, chấm thì làm như sau, tôi mới for đây dùng lệnh là for i in range n n kiểm tra này. Bây là if check để dùng cái hàm tôi vào trên hàm check này, a này, i này, k có thể đặt con hậu tại hàng k, tại cột k, tại hàng i được hay không. Nếu đụng được thì tôi gán ak bằng i. Và tôi gọi để quy next
là K cộng 1. Đấy, cái hàm này chúng ta nó cái hàm chính chúng ta nó chỉ này, nó rất đơn giản, các bạn làm lấy nhé. Còn cái gì nhỉ? Còn cái hai cái hàm này các bạn tự viết nhé, hai cái hàm này thì tôi sẽ chữa sau nhé. Định vào đây chính là cái hàm chính đây. Đấy. Và bây giờ tôi mô tả các bạn sang cái phần chính đây là như thế này. Cái hàm này quan trọng mà. Đây chính là phần chính chính đây nhé, mô tả bên ngang cái hàm này. Đấy. Chính chính này. Thì đầu tiên là n, tôi đặt n bằng 8 này. N bằng 8 là cái phương án của chúng ta nhé. Còn n là bất kỳ. Đấy nhé. Xong tôi đặt a bằng 0 và nhân với n. Đấy. Và tôi có gọi cái hàm try next a và 0. Đấy. Chính chính nó có 3 dòng thôi. Chính của chúng ta nó chỉ có 3 dòng. Nó rất đơn giản như vậy thôi nhé. Để các bạn xem. Và chúng ta sẽ thấy, quên mất, đặt thêm lệnh nữa ở đây, xin lỗi, đặt thêm lệnh nữa ở chỗ này, đặt thêm là nk, đặt một cái biến tổng thể đấy, biến nk bằng 0. Nk là số lượng các phương án đấy, bằng 0. Để n bằng 8 này, a bằng 0 nhân n, xong nk bằng 0 này, sau đó là try next a và 0. Thế như vậy chúng ta sẽ tìm được ra được cái đây chương trình chính nhé. Thì trường n bằng 8 các bạn sẽ phải tính được là gì, nó phải ra được là đáp số của nó là 92 phương án nhé. Chương trình nó sẽ in ra trên màn hình là 92 phương án trên màn hình. Và các bạn sẽ phải tính được tất cả 92 phương án này và hiện ngay trên màn hình nhé. Đó, thì để tôi tìm trên màn hình cho tôi. Thôi. Để tôi tìm xem, tôi kiểm tra trong máy tính của tôi đâu có lưu đâu, tôi cho các bạn xem thôi. Đây nhé. Tôi tìm xem. Thì tôi viết nó không thật hay lắm, nên còn tôi tìm cái phương án đây đây nhé. Đây cái đây các bạn nhìn vào máy tính màn hình của tôi không hay lắm, để tôi mở cái file khác này xem. Cái file nào nó hay một chút thì tôi viết rất nhiều. Show queen. Cách 1. Không phải. Cái này không phải là cái bài mà tôi muốn cho các bạn xem. Không, cái bài tôi quay lại cái bài hôm nãy đi. Xem hậu đây này, cái bài này tôi viết đúng thôi, nhưng mà nó có nhiều phương án quá nên mà nó hơi hơi loạn. Là chính cái hàm chính là try next như này nhé, y hệt như vậy thôi, không có gì nhé. Đây tôi viết là easy, ok, tôi sửa lại một chút nhé. Tôi muốn các bạn kiểm tra thôi mà. N cao đây nhé, chỗ này tôi đóng lại này, chỗ này tôi đóng lại. Chạy thử nhé, sẽ đúng không? Chạy thử phương án. Đây tôi chỉ demo thôi, còn các bạn sẽ về nhà, các bạn sẽ phải làm lại theo đúng cái phần của tôi nhé. Đây này. Như vậy là cái bài này tôi chạy thấy tất cả nó ra là 92 phương án đây này. Đấy, phương án 1 là như này nhé. Nó ra là một cái màn hình là một cái lưới là 8x8 và cái vị trí số 1 là vị trí hiện con hậu. Còn số 0 là không có gì. Như vậy là cái hàng thứ nhất đây. Cột thứ nhất đây là vị trí 1, cột thứ hai đây là vị trí này, một cột là có một vị trí. Tổng cộng đối với n bằng 8 thì ra đáp số của nó là 92 phương án nhé, thì mới đúng nhé. Đấy, ví dụ như vậy. Được chưa? Đấy, thì cái bài này là cái bài mà chúng ta không có thời gian, tôi không mô tả kỹ được, thì đến có lẽ hôm nào đó tôi sẽ chịu bài tập, tôi sẽ làm lại cái bài này thật cẩn thận nhé. Thế đây là cái bài rất điển hình và nó rất là một cái bài quan trọng, cho nên các bạn làm bài thật cẩn thận cái bài này. Và gần như nếu các bạn mà dạy học ấy thì các bạn phải gần như thuộc lòng cái bài này, thuộc lòng cái lời giải cái bài này. Chúng ta chú ý nhé. Bài của tôi hơi lằng nhằng vì tôi làm cả hai phương án, cả đệ quy và không đệ quy. Còn chúng ta chỉ cần làm một phương án đệ quy thôi, chúng ta không cần phương án là không đệ quy. Thì phương án này chính là phương án làm phương án của tôi mô tả ở đây chính là phương án là đệ quy đấy. Đây, phương án này là phương án đệ quy nhé. Như vậy là hôm nay tôi vừa mới trình bày nhanh như các bạn cái chương rất quan trọng là chương nói về là backtracking nhé. Thì tôi định một buổi thôi và đến
buổi sau là tôi sẽ chuyển sang từ nay trở về sau, còn mấy bạn cuối cùng tôi sẽ chuyển sang trở về các bạn một cái phần quan trọng nữa là các cái phần mà hay liên quan đến học sinh giỏi, là cái phần về cái chiến lược giải bài toán, chiến lược tham lam và quy hoạch động. Phần đó theo tôi cũng rất quan trọng. Còn cái phần này, đến cái phần này là hết cái chương trình, của team 11 rồi đấy nhé. Hết cái phần cơ bản nhất của chương trình team 11. Còn cái từ cái bài sau là cái bài là gọi là nâng cao, hay là chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập theo những cái bài mà hay có trong cuộc thi học sinh giỏi. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Cảm ơn thầy. Dạ em chào thầy. Chào các bạn. Rồi.